Đi xe máy không gương có bị phạt không? Nhiều người tham gia giao thông nhưng không trang bị gương chiếu hậu cho phương tiện. Như vậy đi xe máy không gương có bị phạt không? Trước khi trả lời câu hỏi đi xe máy không gương có bị phạt không thì người tham gia giao thông cần hiểu tại sao phải trang bị gương cho xe máy. Gương chiếu hậu được xem là con mắt thứ ba của người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông. Với kính chiếu hậu bạn có thể quan sát được những phương tiện di chuyển hai bên trái và phải giúp tránh được những tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó nhờ kính chiếu hậu, bạn cũng có thể quan sát hai bên tránh được các tình huống bị trộm cướp trên đường khi di chuyển trên đường. Quy chuẩn gương chiếu hậu của xe máy, diện tích của bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 62cm². Với gương tròn, đường kính của bề mặt phản xạ không nhỏ hơn 94mm và không được lớn hơn 150mm. Để đảm bảo không vi phạm, ít nhất xe phải có gương chiếu hậu ở bên tay trái, nhưng tốt nhất là nên có ở hai bên để có tầm quan sát được tốt nhất. Có rất nhiều người hiện nay vẫn có thắc mắc là đi xe máy điện có cần đội mũ bảo hiểm không hay xe máy điện không gương có bị phạt không, lỗi xe máy không gương phạt bao nhiêu, đây là những lỗi phổ biến của rất nhiều người tham gia giao thông mắc phải. Theo quy định của luật giao thông, các phương tiện khi tham gia giao thông dù là xe máy hay xe máy điện đều phải đội mũ bảo hiểm và trang bị gương chiếu hậu, nếu không có gương chiếu hậu hoặc có đầy đủ gương chiếu hậu nhưng không có tác dụng sẽ bị xử phạt hành chính lỗi không gương xe máy. Trường hợp xe máy hay xe máy điện thiếu gương thì ít nhất phải có một gương bên trái. Thiếu gương bên trái được coi là không có gương và bị phạt lỗi xe máy không gương, còn thiếu bên phải sẽ không bị phạt, cụ thể. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì nếu xe máy hay xe máy điện không có gương hoặc trang bị đủ gương chiếu hậu nhưng không có tác dụng hoặc không đúng quy chuẩn, xử phạt hành chính từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng với lỗi không gương này. Người vi phạm sẽ nộp phạt trực tiếp cho công an giao thông mà không cần phải ra kho bạc. Người xử phạt sẽ không phải lập biên bản nhưng sẽ xé biên lai và gửi lại cho người vi phạm. Cảm ơn mọi người đã đón xem.